giữa một thị trường tràn ngập các dòng laptop từ đắt cho đến rẻ và các bạn không biết lựa chọn sao cho nó phù hợp, vậy thì hãy để mình gợi ý cho các bạn bằng dòng laptop Asus Vivobook S14 và S15 trong năm 2020 này. Thì đây là hai phiên bản mình gợi ý cho các bạn. Bởi vì sao mình gợi ý cho các bạn? Đơn giản thôi, đó vì phần màu sắc của hai mẫu laptop này nó làm mình cực kỳ ấn tượng. Thay vì những màu sắc cơ bản nguyên thủy như kiểu màu trắng, màu xám vàng này hoặc thậm chí là màu đen, thì phiên bản năm nay nó được một sắc đặc biệt hơn một tí, màu đỏ và màu xanh. Mình đồng ý một điều là những phiên bản thế hệ tiền nhiệm ấy nó vẫn có những cái màu sắc nó tương tự này. Tuy nhiên đấy, về phần nước sơn của trên những cái phiên bản đấy nó không làm mình ấn tượng bằng phiên bản năm nay được. Thì đây mình sẽ ví dụ luôn cho các bạn. Đây mình đang có phiên bản S15 có màu xanh thì mình ngắn gọn là màu xanh thôi. Thì phần nước sơn đấy nó cực kỳ mịn luôn, sờ vào nó hoàn toàn thoải mái. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ đến một phiên bản màu đỏ. Về góc độ màu sắc các thứ đều rất đẹp, mình chỉ có thể miêu tả ngắn gọn như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ miêu tả những phần khác. Thì toàn bộ phần này, đây phần mặt trước này là làm hoàn toàn từ kim loại luôn. Ở giữa chúng ta sẽ không có logo Asus thông thường nữa và thay vào đó sẽ kèm thêm một dòng Vivobook nữa đặt lệch hẳn sang một bên. Mình thấy thiết kế này nó sẽ mang được cái laptop nó tính đặc trưng cao hơn, nó phù hợp với những bạn đang là nhu cầu học sinh sinh viên mà cần một laptop nó kiểu nó nổi bật lên. Bởi vì màu sữa nổi bật rồi và logo nó phải nổi bật theo. Và đằng trước này chúng ta sẽ vẫn có giải nhựa để có thể bắt sóng được tốt hơn. Toàn bộ máy được làm từ chất liệu kim loại, thế nên nó cực kỳ chắc chắn luôn. Độ mỏng chỉ khoảng 16mm thôi, tức là khoảng 1,6cm. Nó mỏng như một quyển vở vậy, các bạn hoàn toàn có thể mang đi mang lại rất dễ dàng. Về phần màn hình của mẫu laptop này cũng vô cùng ấn tượng luôn. 4 giải nhé, bình thường ấy chỉ có 3 thôi, nhưng đây chúng ta sẽ có 4 giải mỏng hơn cực kỳ nhiều rồi. Phía trước chúng ta vẫn có webcam trên cả hai phiên bản luôn. Thì tích hợp sẵn là Windows Hello, thì webcam này có chất lượng độ phân giải là 720p, phù hợp để dùng để chống cháy thôi. Thì ngoài ra tấm đèn nó cũng giống hệt nhau luôn, một bên 14 một bên 15, nó chỉ khác nhau một cái là kích thước nó hơn một tí thôi. Thì đều là tấm đèn IPS cho độ phân giải là Full HD, cho độ hiển thị vô cùng tốt. Thì so mình tham khảo được thì giải màu sẽ đạt 68% giải màu sRGB và 45% giải màu NTSC, tức là cái màn hình này nó phù hợp với nhu cầu những kiểu giải trí cơ bản hoặc làm Photoshop mà gấp nhẹ nhàng thôi. Còn nếu như bạn kiểu Photoshop để làm banner hay các thứ thì mình nghĩ chúng sẽ cần cân nhắc cân lại màu màn hình này, nó sẽ phù hợp hơn. Chuyển đến cái phần khung máy đi, thì toàn bộ máy được làm từ kim loại như mình đã nói ngay ban đầu, thế nên phần khung máy cũng cực kỳ chắc chắn luôn. Nó không hề cho mình cái hiện tượng gọi là ọp ẹp khi mình ấn xuống, hay kể cả khi mình gõ mạnh nó cũng không có hiện tượng gì cả. Khoảng cách giữa các phím hợp lý, phím thì cấp độ này hơi thấp một chút, tuy nhiên thì đây là phần mềm checklist, thế nên cái vấn đề nó không nảy mình có thể chấp nhận được. Và đối với phiên bản 15 inch, các bạn vẫn có cái phần cụm phím số ở bên tay phải, cùng với đó là phím enter, đặt được một cái nút nó giống như kiểu màu neon ấy, nhìn nó khá là thú vị, kiểu nổi bật trong ánh sáng môi trường, bất kể các môi trường kể cả sáng này vẫn nổi bật. Còn đối với phiên bản 14 inch các bạn sẽ không có cụm phím số đặt ở cùng hàng phím checklist nữa, thay vào đấy thì cụm phím số được đẩy xuống cái phần trackpad này. Các bạn thấy một điều này Asus đã làm cực kỳ nhiều rồi. Tuy nhiên đối với dòng Vivobook ấy thì việc mang xuống những dòng laptop kiểu giá rẻ này nó cực kỳ thú vị luôn, tức là các bạn vẫn có mẫu laptop mỏng nhẹ nhưng vẫn đầy đủ các phím bấm. Còn cảm giác bấm thì rõ ràng đó là cảm ứng mà nó sẽ không thể mượt mà bằng các phím cơ học bình thường được rồi, phím cao su thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn lại thì phần trackpad thì sao, cả hai bên đều được phủ kính cho cảm giác di mượt mà luôn, cảm giác tracking tốt. Thì phím chuột trái chuột phải nó tiếng nó kêu nó hơi to một chút, mình mong thì các phiên bản tiếp theo Asus có thể cải thiện sao cho phím chuột trái chuột phải nó có cảm giác bấm nó mượt mà hơn. Thì tuy nhiên nhé, đối với phiên bản 15 inch các bạn sẽ có lợi thế hơn một chút, đó chính là trên trackpad của phiên bản 15 inch các bạn sẽ tích hợp thêm cả cảm biến vân tay nữa. Thì cùng với Windows Hello và cảm biến vân tay nó sẽ gọi là tăng cường khả năng bảo mật lên, theo lý thuyết thì là vậy. Rồi chúng ta sẽ chuyển đến cái phần cổng kết nối đi. Thì cả hai phiên bản này cổng kết nối giống hệt nhau, không điểm khác biệt cả, khi mà ở bên cạnh phải các bạn sẽ có hai cổng USB Type A, một cổng micro SD. Rồi chuyển sang bên cạnh trái các bạn sẽ có một cổng USB Type A nữa, một cổng USB Type C, một cổng HDMI, một jack audio combo. Thì chúng ta sẽ không có cổng mạng LAN, bởi vì đây là một dòng laptop ấy, nó không hướng tới những đối tượng là thuần gaming. Dù sao thì đây cũng không phải laptop hướng đến đối tượng là người dùng gaming. Tuy nhiên cấu hình của những sản phẩm này cũng vô cùng tốt khi trang bị CPU Core i5 10210U 4x8 luồng, 8GB RAM và 512GB SSD. Có thể nói Asus là một trong những cái hãng đầu tiêu cho cái vấn đề gọi là trang bị SSD đến 500GB ở trong các dòng laptop phổ thông và thông thường. Thì mình thấy cái cấu hình này nó sẽ phù hợp đối với những bạn đang nhu cầu kiểu làm Photoshop này, hay thậm chí là edit video nhẹ nhàng thôi. Tuy nhiên đối với những bạn có nhu cầu nó nặng đô hơn một chút thì các bạn có thể lựa chọn những phiên bản có cấu hình nó cao hơn, hoặc thậm chí một số các phiên bản nó trang bị cả rời. Thì khi đấy cái trải nghiệm sử dụng nó sẽ tốt hơn nếu bạn là một người dùng try hard. Rồi chúng ta sẽ chuyển đến cái phần hệ thống tản nhiệt trên cái mẫu laptop này, sẽ sử dụng một quạt lớn và một ống đồng chạy từ cả CPU và GPU. Nếu GPU trang bị thì cũng sẽ sử dụng một ống đồng ấy thôi, còn nếu không có thì nó vẫn cứ là một ống đồng thôi. Thì cái hiệu quả tản nhiệt theo mình đánh giá là khá tốt khi mình sử dụng trong cái môi trường này, kiểu là studio hoàn toàn không tiếng động này, và tiếng quạt gió phát ra cũng vô cùng yên tĩnh luôn. Khi mà mình mới sử dụng ấy, mình chưa sử dụng nặng ấy, mình sử dụng Word Excel thôi, mình còn tưởng cái sản phẩm này nó không trang bị quạt cơ. Tuy nhiên thì mình phải ghé sát tai vào thì mình mới nghe được là có tiếng quạt. Qua đấy thì mình thấy là Acer đã làm khá tốt khi chăm chút từng ly từng tí một. Thì đồng ý một điều, chúng ta sẽ đánh đổi một chút về hiệu năng, có thể là nó sẽ không được bung hết. Tuy nhiên về cái mức độ yên tĩnh nó hoàn toàn gọi là tuyệt vời để có thể sử dụng. Rồi thì chúng ta sẽ phần trải nghiệm khác, đó là phần âm thanh đi. Sonic Master các bạn nghe rất nhiều rồi đúng không? Trên tất cả các dòng laptop của Asus đều có. Tuy nhiên thì đối với dòng năm nay sẽ không phải là Sonic Master nữa mà được gọi là gia công hoặc là tinh chỉnh bởi Harman Kardon. Thì như mình trải nghiệm ấy, âm thanh các thứ thì các giải âm đều tách biệt và âm lượng có một mức gọi là khá ổn khi so với bản tiền nhiệm ấy. Tức là nó sẽ không quá to nếu bạn sử dụng văn phòng và cũng không quá nhỏ để các bạn sử dụng để có thể nghe được những cái gì gọi là âm thanh để các bạn có thể trải nghiệm được. Thì mình thấy nó phù hợp để làm những cái nhu cầu cơ bản nhất, xem phim ở nhà không cần cắm tai nghe hay là loa rời. Cuối cùng là phần thời lượng pin đi, thì theo như Asus quảng cáo và mình cũng đã thử sử dụng try hard và sử dụng tiết kiệm thì mình thấy thời lượng pin đáp ứng cho một ngày dài hoàn toàn có thể ok. Và nếu như bạn là một người dùng cẩn thận hơn một chút thì nên mang theo cục sạc, bởi vì cục sạc theo máy nó cũng vô cùng nhỏ gọn thôi. Các bạn cầm đi và sử dụng hoàn toàn tiện lợi mà không phải lo kiểu nặng quá mà kiểu ba lô các bạn sẽ nặng theo. Thì đâu là đối tượng mà dòng laptop Acer này hướng tới? Theo mình là những người học sinh, sinh viên hay những người đang đi làm, cần tìm mua cho bản thân mình một laptop có chất lượng hiển thị tốt, một bàn phím bấm ok, trackpad mượt, đầy đủ khả năng bảo mật, màu sắc độc đáo, một cấu hình tốt và một hệ thống tản nhiệt vô cùng ổn. Đây sẽ là sản phẩm dành cho các bạn. Vậy thì đường link của tất cả các dòng sản phẩm Asus Vivobook mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả video. Nếu như bạn quan tâm thì có thể click vào. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ video clip mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.